Xin chào cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ học tính chất của bộ lục cát, tính chất của bộ lục sát, tính chất của bộ tứ hóa, tính chất của bộ lộc mã và tính chất của tuần triệt. Riêng tính chất của bộ tuần triệt ý, thì thầy đã có một bài giảng gần 2 tiếng đồng hồ trên YouTube. Nên là bạn nào muốn rõ hơn về tuần triệt thì các bạn trợ lý sẽ gửi đường link cho để chúng ta vào học nha. Tuần triệt rất vi diệu. Còn hôm nay thầy sẽ dạy tính chất bộ lục cát, lục sát, tứ hóa, bộ lục mã. Thì khi chúng ta nghe tính chất của các ngôi sao ấy thì chúng ta có cảm nhận gì không nhỉ? Lục cát, cát là gì? Chữ cát ở đây trong nghĩa là cát lợi á. Cát ở đây là tốt. Và tính chất của bộ lục sát, sát ở đây là xấu. Thế chữ lục ở đây là gì? Thầy chia cho dễ nhớ, lục là 6 nhá. Tiếng Hán, lục cát là 6 sao tốt, lục sát là 6 sao xấu. Bộ tứ hóa là hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền và hóa kỵ. Đấy gọi là bộ tứ hóa. Bộ lộc mã, lộc mã thì có gì nhỉ? Lộc tồn này, thiên mã này. Đó. Rồi cái sao hóa lộc cũng được thì nó nằm trong tứ hóa rồi nha. Lộc mã chính là lộc tồn và thiên mã. Và tính chất của tuần và triệt. Thì các bài hôm trước chúng ta học tuần triệt, chúng ta biết là hai cái ngôi sao này nó có tính chất theo thời gian. Có nghĩa là sao tuần nó ví như phanh trước xe đạp, sao triệt nó ví như phanh sau xe đạp. Thầy đã giải thích ở bài trước rồi. Thì sao tuần và sao triệt ấy, thì sao triệt nó tác động cực mạnh nửa đời trước của con người, trước 30 mấy tuổi. Và sau 30 mấy tuổi sao triệt nó mòn đi, nó tác động rất nhẹ. Nhưng sao tuần thì nó kẹp cả đời chúng ta luôn. Nhưng dù sao thì sau 30 mấy nó cũng mòn đi, nghĩa là cũng kẹp cả đời, nhưng mà càng tốc cái độ kẹp của nó càng về hậu vận nó càng nhẹ đi. Khi mà chúng ta học thì chúng ta không quên được cái bảng này của thầy cho các bạn, đúng không? Bảng này nói đi nói lại là gì? Chúng ta thầy đã chia ra thành 111 các ngôi sao chính, trong đấy gồm 14 chính tinh. Thì 14 chính tinh thì hôm trước chúng ta vừa học rồi, đúng không? Tính chất của từng chính tinh một. Sao theo năm, năm 7, sao theo tháng là 8, sao theo ngày là 4 và sao theo giờ là 8, các sao khác là 20, đúng không? Rồi, cái này chúng ta học rồi, đúng không? Nhắc lại thì thôi. Rồi cái bảng hệ phân chia các sao này, thì các hệ thống sao này thì hôm trước thì thầy cũng nói rồi là cái chòm sao tử vi á là gồm tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trinh. Chòm thiên phủ gồm thiên phủ, thái âm, tham lang, cự môn, thiên tướng, thiên lương, thất sát và phá quân. Thì bài hôm trước là thầy đã dạy mọi người ăn sao rồi, đúng không? Đấy. Và cái lục và lục cát gồm này: văn xương, văn khúc, tả phù, hữu bật, thiên khôi, thiên việt. Đấy, xương khúc, văn xương, văn khúc, tả phù, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, nên là thầy hay đọc tắt là xương khúc, khôi việt, tả hữu nha. Rồi kình dương, đà la, hỏa tinh, linh tinh, địa không, địa kiếp, đây là lục sát tinh, và thầy hay gọi là kình đà hỏa linh không kiếp. Đấy, viết tắt. Và bộ tứ hóa là hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kỵ. Đấy, tứ hóa. Rồi bộ thiên mã và lộc tồn, đúng không? Hôm nay chúng ta học chính vào mấy cái bộ này. Rồi những cái sao quý tinh như là thiên quý, ân quang, phượng các, long trì, bát tọa, tam thai, đúng không? Thiên phúc, thiên quan, phong cáo, thai phụ, thiên hỷ, thiên thọ, thiên tài. Đấy, những cái chòm sao này hôm trước, các bài trước ta đã học hết rồi. Và hôm nay á, thì chúng ta sẽ học sao văn xương. Sao văn xương ấy thì là một cái ngôi sao mà được tượng trưng cho cái sự cao thượng và thanh nhã. Đấy, người ta nói là cái sao văn xương này nó thuộc nhóm là văn tinh. Những người nào mà giỏi văn là cái sao văn xương này. Và đi văn xương ấy thường có thêm văn khúc nữa thì càng tuyệt vời, bởi vì văn chương và nghệ thuật nên đi cùng với nhau. Thì chúng ta nhớ đặc tính của sao văn xương ấy, nó là cao thượng và thanh nhã. Đó. Và nó cũng là phấn son và trang điểm, ý nghĩa của nó. Thì cái sao này á, là chúng ta nhớ cho thầy là nó thuộc nhóm văn tinh, nó chủ về văn chương, mỹ thuật, giỏi văn. Đó. Đương nhiên là bài dạy học chi tiết cả các ngôi sao này thầy gửi cho các bạn rồi nhá. Thầy tóm lược lại để cho chúng ta có những nét để chúng ta nhớ thôi. Rồi nó hợp với những cung là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Rồi hợp với những cái sao cát tinh. Và bất lợi ở cung Dần và Ngọ. Và bất lợi khi đi với những cái sao hung tinh, sát tinh,
đó, dâm tinh hóa kỵ, nó sợ người văn, người thanh nhã là ghét cái sự hung hãn, ghét cái sự dâm đãng nên nó ghét dâm tinh, không thích chịu thị phi nên nó không thích sao hóa kỵ, nên nó bất lợi với những ngôi sao đấy nhá. Thì sao văn, sao tiếp theo nữa là sao văn cúc. Thì sao văn cúc ấy là một ngôi sao ấy chủ về hùng biện, ngụy biện đấy. Hùng biện và ngụy biện, thì những người có những ngôi tròn sao này á thì sẽ hùng biện tốt và cách nói của họ ngụy biện cũng tốt luôn. Và sao văn khúc cũng thuộc nhóm văn tinh, chủ về thi cử, giỏi biện luận, giỏi âm nhạc đấy các bạn nhé. Và hợp, cũng hợp với thìn tuất sửu mùi, cũng không hợp với các sao cát tinh, và cũng bất lợi ở dần ở cung dần và cung ngọ, và cũng không thích những cái sao hung tinh, sát tinh và dâm tinh và hóa kỵ. Thì các câu phú của văn xương văn khúc ấy thì người ta có nhiều câu lắm. Cái này văn xương văn khúc vi nhân đa học đa năng, nghĩa là những người nào có cái sao văn khúc ấy, xương khúc là những người học rộng tài cao. Rồi xương khúc giáp mệnh tối vi kỳ, nghĩa là mệnh có xương khúc giáp hai bên ấy là quý cách. Đó. Rồi nữ nhân xương khúc thông minh phú quý chỉ đa dâm, nghĩa là đàn bà mệnh có xương khúc thì thông minh giàu sang nhưng mà dâm đãng. Rồi xương khúc tị hợi phi tắc phú, có nghĩa là mệnh ở tị hợi có xương khúc thì không sang cũng giàu. Rồi xương khúc liêm trinh ư tị hợi vi nhân bất thiện tao hình, cũng như là mệnh ở cung tị cung hợi. Đó. Có cái sao xương khúc gặp với liêm trinh đồng cung với tham lam thì gian dối tham lam dễ tủ tội. Đấy là mệnh liêm tham đấy nha, ở tị hợi mệnh tù tinh đấy mọi người. Rồi xương khúc phá quân phùng hình khắc đa lao toái, có nghĩa là mệnh có xương khúc mà gặp phá quân thì lao đao vất vả và dễ bị tù tội. Vì sao vậy? Bởi phá quân ấy nó là cách võ, võ cách, mà đi với xương khúc ấy lại bất lợi. Bởi vì trong tử vi á, là văn phải đi với cách văn, võ phải đi với cách võ thì nó mới thuận lợi, còn cách nọ mà đi với cách kia thành bất lợi. Nên là phá quân không hợp xương khúc nha. Rồi xương khúc lộc tồn do vi kỳ đặc, nghĩa là mệnh có xương khúc đồng cung với lộc tồn là người có tài một cách lạ lùng. Đó. Rồi xương khúc hội liêm trinh chi táng mệnh thiên niên, nghĩa là mệnh mà ở sửu mùi có liêm trinh thất sát ở mệnh, và ở tị hợi có liêm tham ở mệnh, mão dậu có liêm phá đồng cung với văn xương thì không sống lâu được. Đó. Rồi nhị khúc vượng cung uy danh hiển hách, tức là mệnh có vũ khúc này đồng cung với sao văn xương văn với văn khúc thì nổi danh về quyền thế. Vì chúng ta biết rồi sao vũ khúc nó là sao là gì, uy quyền đấy, mà đi với văn khúc nữa nghĩa là cái người nổi danh, có uy quyền mà lại có văn khúc, có tính nghệ thuật, có tính nghệ sĩ nữa, có tính hùng biện nữa thì người ta càng giỏi hơn. Rồi tại sao thỉnh thoảng thầy cứ phải dừng lại với các bạn vào muộn vào sau ấy, thầy cứ phải duyệt cho các bạn vào ấy, thỉnh thoảng lại phải dừng lại để nói để duyệt cho các bạn đấy. Rồi câu nữa là nhị khúc triều viên phùng tả hữu tướng tướng chi tài, nghĩa là mệnh có văn khúc này vũ khúc tả hữu hội hợp chiếu vô là người văn võ toàn tài đấy. Tả hữu là cách của võ, văn khúc là cách văn, lại thêm vũ khúc là quyền tinh và tài tinh nữa. Những người mà có những văn khúc, vũ khúc, tả hữu hội hợp là cái người mà văn võ song toàn. Rồi tiếp theo chúng ta đi về sao tả phù. Đấy, tả phù sa thù thuộc nhóm trợ tinh, nó giống như trợ lý của chúng ta ấy, nó là trợ tinh và phù tinh, nghĩa là phù giúp và chủ về trợ lực và thi hành mệnh lệnh. Hợp với những các cái cung mà các cung khác trừ cung mão dậu thì nó không hợp lắm, và hợp với các sao cát tinh và làm thêm tốt, nhưng bất lợi ở cung mão dậu nhá. Và nó bất lợi khi đi với những chòm sao hung tinh làm thêm hung, nghĩa là thằng tà phù này á, nó đi với người tốt thì nó là người tốt, nó đi với người sao xấu thì nó là sao xấu. Và chúng ta thấy là tà phù nó giống như vệ sĩ của chúng ta ấy, khi mà bị ai nó mua chuộc thì cái sao tà phù này vệ sĩ chúng ta có thể giết chúng ta nhanh nhất, thì cái sao tà phù này nó chỉ hợp bên cạnh những người tốt thôi. Đấy. Còn sao tả phù này bên cạnh những sao xấu thì nó dễ hùa theo và làm xấu. Nên là
cái sao tả phù này thầy có nói với mọi người á, là phân chia là không tốt không xấu đấy, nghĩa là tốt khi đi sao tốt, xấu khi đi sao xấu, nó rất dễ ba phải nha. Sao hữu hữu bập thì tính chất cũng gần tương tự, nó cũng mang tính chất trợ lực đấy. Thì cái thằng sao tả phù ấy nó mang tính chất xâm phạm và quấy nhiễu, cách phá của nó là xâm phạm quấy nhiễu, nghĩa là phá từ bên ngoài đấy. Nhớ nhé, sao tả phù là phá từ bên ngoài phá vào, còn cái sao hữu bật ấy là cũng là một trợ tinh, nhưng cách phá của nó là giành giật cướp giật, có nghĩa là phá rất bên cạnh mình đấy, phá từ trong phá ra đấy, và nó cũng là thuộc nhóm trợ tinh, tính chất của nó cũng giống như là sao tả phù đó, và nó cũng hợp với tất cung các cung trừ mão dậu, và rất thích đi với những sao cát lợi và ghét đi với những cái chòm sao hung tinh kình đào hỏa linh không kiếp, làm cho nó hư hỏng nha. Và các câu phú mà tả phù hữu bật, ví dụ tả hữu đồng cung phi tai tử, nghĩa là mệnh có tả hữu đồng cung thì được hưởng giàu sang, quần gấm áo hoa đẹp đẽ. Nhớ là hai sao tả hữu mà đồng cung ấy, là nó sức mạnh của nó khủng khiếp lắm đấy. Nó chiếu tam hợp nhị hợp còn đỡ, nhưng mà nó đồng cung là nó khủng khiếp lắm mọi người nha, nó nhất là đóng cung bệnh. Nhưng người nào có hai cái sao tả phù bật ngay tại bệnh ấy, là người đã tự lập từ bé và sau này dễ được hưởng giàu sang và quyền thế lắm. Thêm nữa là tả hữu văn xương vị trí thai phụ, có nghĩa là mệnh có tả hữu gặp với văn xương thì làm nên chức lớn đó, bởi vì tả hữu là trợ tinh, văn xương lại có thêm văn chương nữa thì dễ làm được chức lớn. Hoặc là hữu bật thiên tướng phúc lai lâm, nghĩa là mệnh có thiên tướng lại thêm hữu bật đồng cung thì được hưởng phúc đức phú quý. Rồi phụ bật giáp đế phúc lai lâm, nghĩa là mệnh có sao tử vi, hai bên là tả phù hữu bật là được hưởng phúc có quyền uy hiển ách, người ta gọi là quân thần khánh hội ấy. Khi mệnh có sao tử vi rất cần tả phù hữu bật văn xương văn khúc thiên khôi thiên việt hỗ trợ, thì những người đấy thì sẽ khủng khiếp lắm. Rồi tả hữu đơn thủ chiếu mệnh ly tông thứ xuất, có nghĩa là mệnh vô chính diệu, chỉ có sao tả hữu đồng cung ấy thì phải lập nghiệp nơi phương xa đó. Mộ phùng tả hữu tôn cư bát tọa chi quý, nghĩa là mệnh có tứ mộ, mà mệnh ở tứ mộ nhá, thì có tả hữu thì sớm được cái công danh sự nghiệp. Rồi bây giờ đến sao thiên khôi, thì sao thiên khôi nó thuộc chòm nam đầu tinh này đấy, và nó là dương hỏa, nó là còn đối kim nữa cơ, và nhóm của nó là văn tinh và quý tinh. Cái này hôm trước bài trước tao rồi. Sao thiên khôi chủ về khoa giáp quyền tước và quảng tài danh. Đó, chúng ta chỉ cần nhớ vắn tắt như thế cho thầy là được. Và nó hợp với tất cả 12 cung, hợp với các sao cát, hợp đi với những tả hữu tử phù và nhật nguyệt, thái âm thái dương, và đều các cung nó đều tốt cả. Nhưng mà thằng thiên khôi này á, nó sợ hỏa linh và thiên hình là dễ gặp tai họa. Tại sao lại thế? Bởi vì sao thiên khôi á, mọi người biết chữ khôi ở đây cũng nghĩa là đẹp. Và sao thiên khôi được ví như cái não của một cái đầu, cái phần trên của mình này, cái đầu của mình á. Và sao thiên khôi sợ thiên hình và triệt lắm. Thiên khôi gặp triệt là vỡ đầu. Cái thiên khôi gặp thiên hình là đầu ăn sẹo, cái đầu này nhá. Đấy. Cái thiên sao thiên tướng là cả cái mặt của chúng ta, nhưng mà sao thiên khôi là đầu, phần đầu này này. Nên sao thiên khôi này sợ hỏa linh và thiên hình và trao triệt nhá. Tướng ra trận mà thiên khôi với thiên tướng mà gặp triệt thì nguy hiểm vô cùng. Đó. Thì cái sao thiên khôi chúng ta nhớ đây là một quý tinh. Sao này rất là tốt. Nó được là một cái sao nói lên cái sự tương trợ, nó nói được khoa giáp. Đấy. Đi thi mà gặp thiên khôi á, thường đỗ đạt cao lắm, dễ nhất lắm. Đấy. Quản về tài danh, công danh sự nghiệp. Rồi, sao thiên việt. Sao thiên việt nó là cũng nam đầu tinh, nó là âm hỏa và nó cũng là nhóm văn tinh và quý tinh, và chủ về khoa giáp tước quyền, nghĩa là quản tài danh, nó cũng giống như sao thiên khôi đó, một phần giống. Vì chương trình của chúng ta học thì thầy không phân tích là hai thằng nó khác nhau ở đâu chi tiết, còn nó có sự khác nhau nha các bạn. Khôi việt có sự khác nhau và nó cũng không thích những cái ngôi sao hung tinh, gặp hỏa linh hình thiên hình thì dễ gặp tai họa lắm. Sao thiên việt đấy. Rồi sao kình dương,
Bạn nào mà xem cái video thầy phân tích cho cô Nguyễn Phương Hằng, siêu Nguyễn Phương Hằng, thì thầy nói cái sao Quỳnh Dương rất nhiều. Bạn nào chưa xem thì mở lại cái video thầy luận lá số của cô Phương Hằng nha, nói về cái sao Quỳnh Dương này. Thì sao Quỳnh Dương ấy, thầy lấy một nhân vật trong phim này. Đấy. Anh điệp viên này thì khủng khiếp, rất nguy hiểm, rất tàn bạo, chuyên dùng dao, cái tính sát thương rất kinh. Và sao Quỳnh Dương nó mang tính chất phá hoại hình thương và nóng nảy. Những người có sao Quỳnh Dương ở mệnh nóng nảy. Và sao Quỳnh Dương khi mà nó chủ về sát phạt, khi mà nó giết chóc nó nguy hiểm lắm. Và sao Quỳnh Dương nó có tính hai mặt, nghĩa là phù thịnh không phù suy. Lúc chúng ta thịnh vượng thì nó sẽ nịnh bợ mình, nhưng lúc chúng ta suy vong thì sao Quỳnh Dương sẽ đâm chết mình ngay. Sao Quỳnh Dương này là sao hai mặt, rất là kinh khủng, mang tính chất tà bạo nha, chủ về sát phạt. Và nó hợp với Thìn Tuất Sửu Mùi ở cung, những đấy là nó tốt. Đương nhiên là sao nào có tính tốt và tính xấu, thì sao Quỳnh Dương mà nằm ở cung Thìn lại rất tốt nhá. Nó giúp cho khi mà vào vận mà mình muốn phát ấy, thì phải cần sao Quỳnh Dương. Sao Quỳnh Dương nó làm cho mình làm ăn lớn hơn, suy nghĩ lớn hơn, rộng hơn, bao la hơn để thành công. Và sao Quỳnh Dương này rất hợp với hỏa tinh nha. Và cái lá số của Nguyễn Phương Hằng ấy là mệnh có cả Quỳnh Dương hỏa tinh tại mệnh luôn, nóng tính, ngỗ ngược. Vì Quỳnh Dương đi hỏa tinh, hai cái thằng nó hợp với nhau, nó dễ khiến cho cái con người nổi tiếng. Và bất lợi ở cung Mão Dậu Ngọ nha. Và bất lợi khi đi với sao nào, đi với Liêm Trinh Cự Môn Tham Lang phá quân. Đấy. Và giáp cung của Hoa Kỵ. Đấy. Sao này cũng không thích sao Hoa Kỵ lắm. Và những cái câu phú của Quỳnh Dương ấy, thì Quỳnh Dương ấy đấy, thì cái này nó mang tính chất là mạnh bạo, thích hợp với nam hơn là nữ, đặc biệt là tuổi như là tuổi Dương thì nó hợp. Và nếu Quỳnh Dương đắc địa ở Thìn Tuất Sửu Mùi thì tính tình cương cường, quả quyết, nóng nảy, thích mạo hiểm, làm việc táo bạo, bí mật, nhiều mưu trí, hay tự đắc, kiêu căng, bất khuất, sỗ sàng, ngang tàng. Đó. Các bạn thấy cái này nằm trong lá số cô Phương Hằng có những cái tính cách này chưa? Đấy, Quỳnh Dương ở mệnh này. Đi cùng với thiên tướng thất sát hay là kiếp sát thiên hình, Quỳnh Dương càng lộ tính nóng nảy, giận dữ hay sát phạt, dễ bị kích thích, tự ái rất lớn. Đó. Và Quỳnh Dương nếu nó hãm địa thì hung bạo, liều lĩnh, bướng bỉnh, ngỗ ngược, gian trá, độc ác, hay phá, giết chóc. Đấy, tính của tiểu nhân và đạo tặc. À, và thậm chí mang tính dân dật, khắc chồng, khắc con nha. Và khi mà vào vận xấu thì dễ gặp bệnh tật. Sát tinh đi với thằng Quỳnh Dương thì nó càng mang tính xấu hơn. Và Quỳnh Dương ở Ngọ dần thân Mão Dậu là nhất ở Ngọ là rất độc. Người ta có cách cục là Quỳnh Dương cư Ngọ, người ta gọi là mã đầu đơi kiếm, nghĩa là kiếm kề cổ ngựa. Người nào mệnh ở cư Ngọ có sao Quỳnh Dương dễ chết bất đắc kỳ tử, nghĩa là đùng một cái là chết, hoặc chết do ung thư, hoặc chết do tai nạn, hoặc chết do tự tử, có rất nhiều cái chết. Cái sao Quỳnh Dương cư Ngọ đấy, nó là xấu nhất nha. Và khi mà bị tai nạn thì rất thảm khốc. Ở dần thân thì tác hại cho tuổi Giáp, tuổi Mậu, và thường là phá tán tổ nghiệp, mang tật lao khổ, có xa nhà mới sống lâu được. Và nằm ở Mão Dậu thì cũng nguy khốn cho tuổi Giáp và tuổi Mậu, hai cái tuổi đấy sợ sao Kinh Dương. Tiếp theo nữa là sao Đà La. Sau này là mệnh của anh Đàm Vĩnh Hưng có sao Đà La đấy. Sao Đà La này á là thị phi ám toán, đấy, tai ách và khốn khó cái sao này. Đương nhiên là nó chỉ là một phụ tinh thôi. Còn cách mệnh của anh Đàm Vĩnh Hưng là mệnh anh tử phủ thôi, tử vi thiên phủ, chính tinh rất là đẹp. Còn cái sao Đà La này á thì chúng ta nhớ nó là thị phi và ám toán. Nó cũng được gọi là sao thị phi đấy nhá. Và thầy cũng đưa cái thằng Đà La này vào tròm ám tinh. Nó giống như sao Hóa Kỵ ấy. Hóa Kỵ cũng là một ám tinh ấy, đúng không? Đó. Và sao này á chủ cũng là một sát tinh. Nó là trong Kình Đà Hóa Linh Không Kiếp mà, nó là một trong sáu sát tinh. Và nó là vừa là sát tinh vừa là kỵ tinh. Đấy, thị phi tinh ấy. Chủ cũng về chủ về sát phạt. Và nó hợp với Thìn Tuất Sửu Mùi và nó hợp với sao Linh Tinh. Hợp với sao Linh Tinh nhá. Đà La hợp với Linh Tinh. Đấy. Và bất lợi cho những cung nào, nghĩa là trừ các cung đắc địa ra thì cung nào nó cũng bất lợi cả. Và nó bất lợi khi mà đi với Liêm Trinh này, bởi vì Liêm Trinh là hóa khí là tù tinh này, đúng không? Đi với Cự Môn này, bởi Cự Môn là ám tinh, lại thêm thằng Đà La nó cũng ám tinh, nó để thành siêu ám tinh, đúng không?
Như là hai người, hai cái sao cự môn mà đi với sao Đà La ấy, người ta mà nói xấu ai ấy là bôi đen kít kìm kịt, như là bôi đen người ta còn hơn cả nhựa đường nữa. Rồi đi với Tham Lang. Tham Lang vốn là cái chòm sao là gì? Tham lam dục vọng, mà đi với cái sao Đà La này mang tính chất kỵ tinh sát phạt là nó càng tham lam hơn. Rồi sợ đi phá quân, phá quân là thần háo tán phá tài đúng không, đi thằng Đà La lại nguy hiểm hơn, và nó cũng sợ giáp cung quá kỵ, nó cũng sợ sự thị phi nữa đó. Vậy là cái sao Đà La này nó cũng là một cái sát tinh, nó mang tính chất thị phi ám toán tai ách và khốn khó. Thì có một số câu phú về sao Đà La như sau, kình về kình đà như sau: kình dương cư tí ngọ mão dậu hãm địa tắc họa hưng ương hình khắc thận, nghĩa là kình dương đóng để tí ngọ mão dậu gây ra tai họa hình khắc. Rồi kình dương nhập miếu gia cát phú quý thanh dương, nghĩa là kình mương khi miếu địa mà gặp cát tinh để giàu sang và lại thành công. Kình dương hỏa tinh hãm vi hạ cách, có nghĩa là kình dương đứng cùng với hỏa tinh là hãm địa, là hạ cách, là cách xấu, hạ là xấu nhé. Kình dương hỏa tinh hãm địa là hạ cách. Kình dương thủ mệnh thất sát phá quân xung chủ hình khắc, nghĩa là sao kình dương mà thủ cung mệnh của mình ấy, mà đi với thất sát phá quân nữa thì chủ với hình khắc, dễ chia ly hình khắc. Dương đà hỏa linh phùng cát phát hung tắc tị, nghĩa là dương đà hỏa linh với các tinh phân phát thêm cái tính hung tinh và rất là xấu. Rồi kình dương đối thủ tại dậu cung tuế diệt, tuế điệt dương đà canh mệnh khung, nghĩa là kình dương đóng thiên di gặp hạn lưu kình đà người tuổi canh nguy biến. Nhớ là phải gặp hạn lưu nhá, lưu sao nhá, các bạn trong lưu sao thì bài sau thầy sẽ dạy lưu sao. Rồi dương đà hiệp kỵ vi bại cục, có nghĩa là kình dương đà la nó đi với hóa kỵ là một cái cách bại cách đó, toàn sao xấu đi với nhau là một bại cách. Kình dương trùng phùng lưu niên tây thi vẫn mệnh, kình dương gặp mệnh lưu niên hạn thì kình dương tây thi uổng mạng đó, nghĩa là đến tây thi á là tây thi còn uổng mạng khi mà gặp sao kình dương vào cái vận lưu niên đó. Rồi dương cư đoài chấn lục mậu lục giáp phúc nam toàn, cái là kình dương xung chiếu mệnh tại cung dậu hoặc mão thì người có tuổi mậu giáp cuộc đời lắm tai ương. Kình dương gặp âm đồng tí hay ngọ thêm phượng các giải thần uy danh lừng lẫy đó, cái sao kình dương này gặp với sao thái âm và thiên đồng mà nằm ở cung tí hay là cung ngọ thêm với sao phượng các nữa nhé, xảy dần thì uy danh lừng lẫy. Dương đà quan phủ ư hãm địa loạn thuyết chi nhân, nghĩa là mệnh có kình đà hãm địa đứng bên quan phủ ưa nói bậy, nói quá kỳ thực hay nói lung tung. Dương linh tọa mệnh lưu niên bạch hổ tai thương, nghĩa là mệnh kình dương linh tinh, có cả kình dương cả linh tinh nhá, vận lưu niên gặp cái sao bạch hổ là tai họa sẽ đến. Rồi thân nội tuế phùng đà kỵ mặc đạo phồn hoa, nghĩa là cung thân có sao thái tuế đi với sao đà la hóa kỵ là người thô lỗ quê mùa. Tật ách kiêu đà nhẫn phản mục tật sầu, nghĩa là cung tật ách mà bị kình dương là dễ bị đau mắt, nhớ nha, khi chúng ta xem tử vi mà ai có kình dương làm cung tật ách á, là mắt cái người đấy dễ bị đau. Đà la lâm phụ vi bất tu quả tú diệt tăng bi, nghĩa là trong cái cung phu thê ấy, mà xuất hiện sao đà la hãm địa mà không cần đến quả tú cũng thành chia xa. Đấy. Thường là cô thần quả tú đóng cung vợ chồng thì chia xa đúng không, nhưng có thằng đà la hãm địa nó đóng vào đấy cũng thành chia xa luôn đấy. Nghĩa là khi mà chúng ta luận giải một lá số tử vi cung phu thê mà có đà la hãm địa nằm vào đấy là cũng nguy khốn nha mọi người, chứ không nhất thiết phải cô thần quả tú mới chia tay nhau đâu. Rồi mệnh dương đà gia kiếp giảm thọ, có nghĩa là mệnh có kình đà này thêm địa kiếp thì không thọ, nghĩa là nó chiết giảm tuổi thọ rất là cao, bởi vì mệnh có kình dương nó đã nguy hiểm rồi, thêm đà la càng nguy hiểm, mà địa kiếp thì siêu xấu rồi đúng không.
Kình hư tuế khách gia lâm mãn thế đa phùng tang sự, nghĩa là mệnh có kình dương thái tuế điếu khách hội tụ cuộc đời lắm tang tóc buồn rầu. Luận mệnh tất suy tính thiện ác cự phá kình dương tính tất cương, nghĩa là cự môn đi với kình dương, phá quân đi với kình dương là tính tình là cứng rắn. Dương nhẫn bất nghi nhật nguyệt bệnh tật triền miên, nghĩa là kình dương gặp với thái âm thái dương ấy là lâm bệnh trong người hoặc có bệnh lưu lâu năm khó khỏi. Diêu đà kỵ kế giao họa vô đơn chí, nghĩa là mệnh hội tụ này, thiên diêu này, đà la này, hóa kỵ đấy, hoặc là lân cận với cái sáu hóa kỵ thôi là dễ gặp lận đận và tai ương, bởi vì hóa kỵ vốn đã là thị phi. Khi nó thị phi mà nó đi với thằng thiên diêu ấy, thiên diêu là một ám tinh, là một dâm tinh, đúng không, đi với sao đà la nữa thì càng xấu, nên là dễ gặp những chuyện họa vô đơn chí lắm. Rồi đà kỵ nhẫn thủ ư phu vị hại chồng con trước quỷ ghê thay, nghĩa là những người phụ nữ mà có đà la này, hóa kỵ này đấy, mà đóng ở cái cung phu phê của họ thì người ta hay gọi là hại chồng con trước quỷ ghê thay, là những người dễ sát phu lắm, sát chồng sát con nha. Dương hình diêu sát cung phu lại gia linh hỏa vợ lo giết chồng này. Dương đà nha, kình dương này, đà la này đấy, bệnh ấy phòng mòn tuế đà vạ miệng xuất ngôn chiêu niềm, có rất nhiều câu hay. Nghĩa là khi mà kình dương đi thiên hình đi thiên diêu ấy, là cái số sát phu đấy, nghĩa là vợ là dễ dâm dê thiên diêu mà còn giết cả chồng. Chúng ta thấy là trong hiện tại trong cuộc sống bình thường nhiều người vợ là muốn giết chồng để lấy người khác rất nhiều đó, những người đấy là thường cách cục là dương hình diêu sát cung phu lại ra linh hỏa vợ nó giết chồng, nhưng là lại có hỏa linh nữa, cái là tính điên của sao hỏa linh nữa là dễ giết chồng. Rồi dương kình dương đà đấy, dương đà là kình dương đi đà la, dương đà bệnh ấy phòng mòn tuế đà vạ miệng xuất ngôn chiêu hiểm, nên là người có dương đà ấy mà có thêm cái sao thái tuế nữa là hay bị vạ miệng, nó là hay nói ăn lung tung. Rồi đà không lâm thủ điền tài luận rằng số ấy sinh lai nghèo hèn, nghĩa là dương, nghĩa là kình dương nhẫn phùng tuyệt linh trốn hãm, nếu nó hãm thì công cù lao bú mớm như không, có nghĩa là đà và cái đà la ấy mà nó đóng vào cung điền hoặc là cung tài bạc đà la mà thì cái chòm sao đấy là gì, nghĩa là kiếm tiền khốn khó lắm, nay đây mai đó lang thang lận đận, dễ là nghèo sẽ hèn lắm, khi nó hãm địa thì rất là nghèo, lại còn nhiều sát tinh chiếu nữa là không tốt nha. Cung tử tức có tuyệt linh và dương nhẫn là khó nuôi con đấy, cung tử tức có sao tuyệt này đấy, linh tinh này hoặc là kình dương này đó, thì khó nuôi con, hoặc là con cái có cũng không, bằng không đấy, thì cung con rất kỵ những sao tuyệt đấy, tuyệt sao linh tinh đấy, sao kình dương, kình dương người ta gọi là dương nhẫn đấy, thì rất khó nuôi. Hoặc là kình diêu hoa cái thai đà vận phùng nắm ấy đậu hoa phải phòng đó. Nên là kình dương thiên diêu hoa cái rồi sau thai rồi đà la và vận phùng năm ấy đậu hoa phải phòng, nghĩa là năm đấy mà có bầu thì cũng phải phòng dễ mất thai nha. Tứ hung ngộ quý nơi thân dậu đến Phật đài cầu đảo mới xong. Đó. Cung thân cung dậu mà gặp tứ hung ngộ những sao tốt thì tốt nhất là đi tu hành. Đấy. Vận đến cung dậu nhá, kình đà hỏa linh gặp với cả tử vi thiên phủ phải làm việc thiện để tránh tai họa. Đào hồng mặt mũi xinh tươi kỵ hình đà nhẫn là người tật thương. Thái dương đóng trốn thủy cung gặp kình hay kỳ yếu vong mặc hoặc mù. Đấy. Đào hoa hồng loan ấy là mặt mũi rất xinh tươi, nhưng mà gặp cái sao hóa kỵ
hoặc là Thiên Hình hoặc Đà La hoặc Tình Dương là cái người lại mang thương tật, nghĩa là mặt rất đẹp nhưng lại có sẹo thương tật nhá. Nên người ta có câu là đào hồng mặt mũi xinh tươi, kỵ hình đà nhẫn là người tật thương. Đó. Rồi à, có câu nữa, Thái Dương đóng trốn thủy cung. Thủy cung là đâu mọi người? Cung Tý nhá. Cung Tý là thủy cung, với cung với cung thủy, Thái Dương là thủy. Gặp kình hay kỵ, yểu vong hoặc mù. Đó. Gặp kình dương hoặc là hóa kỵ á, dễ bị chết yểu hoặc là mù mắt. Hỏa dương tham tướng tị cung hoặc là tứ mộ nổi danh tướng tài. Đấy. Chúng ta học tứ mộ chúng ta biết nằm đâu rồi đúng không? Rồi một số câu phú về kình đà nữa này. Sát phá liêm tham lâm vào kình đà kỵ ấy chất nào bạo hung. Nghĩa là vận sát phá liêm tham lâm vào kình đà kỵ thì tránh nào bạo cung, nghĩa là dễ rơi vào bạo loạn, dễ vào cái cung vận xấu, gặp nhiều cái hung hung hiểm. Ngọ cung tam hóa hợp kình, người sinh bính mậu biên đình nổi danh. Nghĩa là ở cung ngọ mà có tam hóa là hóa khoa hóa lộc hóa quyền đấy thì hợp với sao kình dương, thì người sinh cái năm bính á, năm mậu thì biên đình nổi danh, đi thi á, được được giải cao. Dương linh thủ mệnh mấy ai, lại gặp bạch hổ họa tai đao hình. Nghĩa là dương là kình dương đi với linh tinh, mà thủ mệnh nó nằm ở cung mệnh, mấy ai có kình dương với linh tinh thủ mệnh, lại gặp bạch hổ là họa tai đao hình. Nghĩa là gặp kình dương này, linh tinh này, bạch hổ thì gặp một cái vận là đao hình chém giết. Kỵ đà thái tuế họp bài, cảnh đời nào được mấy người thông dong. Nghĩa là hóa kỵ đi với Đà La, đi với thái tuế mà nó hợp với nhau ấy thì cái con người đấy không được thông dong, bởi vì cái hóa kỵ là thị phi, Đà La nó cũng là chòm sao thị phi, đi với thái tuế cũng thị phi nữa, ba thằng thị phi cái người này suốt ngày cãi cọ tranh tụng tranh kiện mệt mỏi vô cùng. Đó. Nên là không bao giờ thong dong được khi những cái cho người ta bị là kỵ đà thái tuế nha. Tuế đà cự kỵ vận nghèo, một thân xuống thác lên đèo chẳng yên. Tuế là thái tuế, đi với Đà La, đi với cự môn, đi với hóa kỵ thì vận nghèo. Ba cái thằng xấu này đi với nhau là nghèo. Một thân xuống thác lên đèo chẳng yên, nghĩa là đi long dong bôn ba giang hồ cũng chẳng yên. Đấy là một cách cục xấu. Kiếp không hình kỵ đà dương, gian nan bệnh tật mọi đường khảm kha. Kiếp đây là gì? Kiếp đây là địa kiếp. Không là địa không, lại đi với hóa thiên hình, lại đi với hóa kỵ, lại đi với Đà La, đi với kình dương nữa. Trời ơi, gần như là đủ sát tinh rồi đúng không? Nên là những người nào mà hội họp những cái tròm này thì gian nan bệnh tật mọi đường khảm kha, nghĩa là khổ lắm, ốm đau bệnh tật. Phủ đà tế đóng tị cung, cuồng ngôn loạn ngữ nói dâm tháng ngày. Đấy, phủ là thiên phủ, Đà La thái tuế đóng tại cung tị, tị nhá mọi người, nó cạnh gần cung ngọ ấy. Cuồng ngôn là những người cuồng ngôn, ăn nói loạn ngôn. Hình kình cư ngọ đồng ra, sát kiếp lại chiếu ắt là ngục chung. Ngục chung là trong tù nha. Thiên hình đi với kình dương, đi với cự đi mà cư ngọ đấy, mà là nó đồng ra là một nhà đấy, thiên hình kình dương cự môn mà cư ngọ thì rất dễ là trong tù, cũng là cách cục thạch trung ẩn ngọc đấy, nhưng mà không phải ngọc trong đá đâu mà ngọc trong tù. Sát kiếp lại chiếu ắt là ngục chung, nghĩa là phải có cả kiếp sát nữa. Thìn tuất thất sát xem qua hình kình, hội ngộ ắt là đảo điên. Nghĩa là ở cung thìn tuất thất sát
mà lại có cả hình thiên hình rồi kình dương hội ngộ là làm cho đảo điên, tất cả mọi thứ đảo điên. Nguyệt hãm đà hổ tuế sung, hại thay điềm mẹ thoát vòng trần gian. Như là nguyệt là sao thấy âm, ví cho người mẹ khi mà nó hãm đi với đà la sao bạch hổ rồi lại thái tuế nữa hoặc là tuế phá nữa, như là sung hại đó. Thì nó sung hại là thay cho cái điềm mẹ thoát vòng trần gian, cái là dễ báo là người mẹ mất đó nhá. Nguyệt hãm đà hổ tuế sung, hại thay điềm mẹ thoát vòng trần gian, là dễ người mẹ dễ mất vào cái vận xấu đấy. Dương đà thất sát phải thay, chiếu thủ thân mệnh tháng ngày khổ đau. Như là dương đà là kình dương đà la thất sát đấy. Và nó mà chiếu vào mệnh á thì có rất nhiều tháng ngày khổ đau. Như là tâm tư thì dễ bi quan. Mấy người đông tẩu tây trì, phá quân thiên việt hợp về kình dương. Nghĩa là mấy người mà thành công khi mà phá quân thiên việt với kình dương. Nghĩa là ba cái tròn sao phá quân thiên việt kình dương này á, khi nó đóng với nhau ấy là lang thang bốn phương trời luôn, rất dễ thành giang hồ. Thất sát hãm thật đáng kinh, vận niên gặp phải lưu kình sợ thay. Như sao thất sát hôm qua chúng ta học rồi là một sao xấu đúng không? Khi nó hãm địa nó giống ví như cái con dao ấy mà chúng ta đang cầm lưỡi của nó, nguy hiểm lắm. Thất sát hãm địa đáng kinh sợ, vận niên gặp phải lưu kình dương nữa thì lại rất là nguy hiểm, bởi vì thằng kình dương nó đã xấu lại đi với thất sát nữa xấu nữa. Đó. Giống như một cái hình ảnh người con dao, người ta cầm dao đâm một người mình. Kỵ liêm phá vũ xấu xa, giáp cùng không kiếp kình đà sao nên. Hóa kỵ thi rớt lắm thi à, hóa kỵ thi rớt lắm khi, dương phùng kiếp sát học gì cho xong. Nghĩa là giờ vận hóa kỵ là đi thi dễ trượt nha mọi người. Đó. Giờ vận hóa kỵ đi thi là dễ trượt. Và cái dương lại còn, là, lại còn thêm được cả dương phùng với kiếp sát nữa, thì đi thi là học gì cho xong, nghĩa là không học xong được, xấu trong học hành. Đà tham tiểu sắc la đà, tuế đà miệng lưỡi ắt là sai hoa. Nghĩa là đà la đi với tham lang là tiểu sắc, rất dễ mang đam mê tiểu sắc. Đấy. Thái tuế nữa đà la thì miệng lưỡi là người là sai hoa, điêu thoa. Đấy. Dương đà kỵ vào cung phối, vợ chồng khó ăn ở trọn vẹn với nhau nha. Kình dương mà gặp thiên hư, hữu sinh vô dưỡng âu lo một đời. Nghĩa là kình dương và đi thiên hư ở cung tử tức ấy là có sinh nhưng không có dưỡng, là không giữ được con. Kình đà không kiếp khóc hư, sinh con điếc lác ngẩn ngơ thêm buồn. Đấy, kình này, dương đà la này, không kiếp này, cả đi với khóc hư đó là sinh con vừa điếc vừa lác. Đấy. Nghĩa là nếu mà cung con có ngôi sao đấy là xấu lắm. Ngôi trong cung tử tức là sợ kình dương đà la nhá, và không kiếp. Đấy, kình đà hỏa linh không kiếp mà nó gặp vào đấy thì sinh con điếc lác và cung con xấu đấy. Đà không nghèo khó tai ương, lưỡng hao tài tán bốn phương thêm phiền. Nhá, đà la thiên không ở cung tây bạch ấy là bay hết tiền tài. Đấy. Đà la độc thủ thì tốt sao được. Phúc cung tránh rượu đệ bào tiệm hưng. Nghe đà la độc thủ ở cung huynh đệ, không bị các hung sát tinh khắc chiếu. Đấy, và đà la không kiếp là ngắn ngăn đẹp, và nó gặp với những cái thằng như là hỏa linh nữa thì rất hình khắc cô đơn. Kình đà cha mẹ cùng con bất đồng, nằm cung kình cung phụ mẫu cũng bất đồng luôn. Kình đà đóng cung phụ mẫu mà làm mà là kình đà hãm địa thì cha mẹ cũng bất hòa với con cái nha. Kình dương tham lam, tham lang đồng cung tại ngọ thủ mệnh là uy chấn biên cương. Đó. Kình dương và tham lang ấy là uy chấn biên cương, gọi là tướng nơi biên ải, nhưng mà thành công ở chốn xa quê xa nhà nha. Nhiều lắm, tài liệu thầy gửi cho các bạn có đầy đủ những câu này, các bạn đọc đi nha. Kình dương báo dậu thủ mệnh,
yếu chiết hình thương, nghĩa là kình dương mà nằm ở Mão Dậu, có kình dương ấy là hay bị tai nạn. Kình dương thủ mệnh, hóa kỵ kiếp không xung phá, ly tổ khắc thân, nghĩa là người nào có kình dương ở mệnh lại còn có hóa kỵ không kiếp nữa là vì xa quê mà lập nghiệp. Kình đà hỏa linh, kình đà linh hỏa phùng cát phát tài, hung tắc kỵ, nghĩa là kình đà hỏa linh đắc địa, gặp sao tốt thì phát đấy, mà gặp cái sao hung thì lại bị kém đấy. Nó cũng có tính tốt của nó đấy, gặp sao phát. Kình dương trùng phùng lưu niên hung, nghĩa là khi mà kình dương ở đại hạn là lưu niên gặp kình dương là rất hung nha. Kình dương ở đại hạn lại còn gặp lưu niên nữa đấy. Cái năm đấy cái sao lưu kình dương nó rơi vào đây nữa thì gặp liên miên là vận hạn. Đà la hội nhật nguyệt kỵ tinh nam nữ đa khắc hữu mục tật, nghĩa là Đà La đứng với hóa kỵ và nhật nguyệt khắc vợ khắc chồng bị tật ở mắt. Mắt là thái dương và thái âm mà. Đà La hãm hội cự môn thất sát hình khắc lục thân. Đấy, sao Đà La mà đóng hãm ở cái cung mà có sao cự môn rồi sao thất sát là khó gần được cái người thân, gần cha là gần mẹ nha. Rồi sao hỏa tinh. Hỏa tinh nghe hỏa là nóng đúng không? Hỏa tinh là cứng rắn mạnh mẽ và đoàn thọ. Nó là chòm, nó là hành hỏa, nó là chòm nam đấu, nó cũng là thuộc nhóm sát tinh, đoản thọ tinh, chủ về sát phạt. Và nó hợp với tham lang ở tứ mộ, hợp với kình dương ở tứ mộ. Và nó bất lợi, nói chung là sao này là sao khá bất lợi. Và nó bất lợi khi nó đi với liêm trinh cự môn. Đấy. Nhưng mà hỏa tinh đi với tham lang thì là một cách cục tốt nha, tham hỏa. Rồi đi với những cái chòm như phá quân thì nó lại cách tốt của nó khác. Đây cái tốt của trong tử vi nó như thế này này. Khi mà những cái chòm sao võ tinh như sát phá tham ấy, nó đi với những chòm kình đà hỏa linh không kiếp ấy, nó cũng có thế mạnh của nó. Thế mạnh ví dụ như là ra trận giết giặc chẳng hạn, cần những cái sự manh động, cái sự táo bạo, cái sự liều lĩnh ấy, thì chòm sát phá tham rất ưa với những cái chòm sao kình đà hỏa linh không kiếp, nó liều lĩnh, thành công một cách táo bạo, thành công nhờ thời loạn thì đấy là loạn thế. Họ cái đấy cũng có cái tốt nhưng mà chỉ loạn thế mới tốt thôi. Còn không loạn thế thì kình đà hỏa linh không kiếp đi với những chòm sao sát phá tham nó không thể hiện được sức mạnh của nó. Nên khi chúng ta xem tử vi cho bất cứ ai đó, chúng ta phải xem họ cách gì thì chúng ta tư vấn cho họ đúng cái nghề nghiệp để hóa giải họ. Nên thầy hay thấy ví dụ như bạn nào mà tham hỏa, tham la hỏa tinh thì thầy hay xui đi công an quân đội ấy. Bởi vì đấy là một môi trường nguy hiểm. Môi trường nguy hiểm thì tham hỏa nó lại rất hợp, liều lĩnh và dễ thành công. Đó. Thế thì đi nghề binh thì lại thành, còn đi nghề khác thì lại bại. Đó. Nên là khi mà chúng ta xem ở đây á, thầy nói xấu, xấu có nghĩa chưa chắc đã xấu. Nó phụ thuộc vào ngành nghề nữa nha. Tất cả đều có thứ mà chúng ta sửa được. Nhớ là hỏa tinh là cứng rắn mạnh mẽ nhưng mà đoản thọ nha. Và cái tính cách của hỏa tinh á, hỏa tinh với linh tinh nó đều giống nhau. Nó là một cái ý nghĩa của nó là một bại tinh, gặp nó là thất bại nhiều hơn. Cách thất bại của sao hỏa tinh á, là chóng vánh, nó giống như lửa cháy á. Còn cách thất bại của sao linh tinh nó chậm hơn. Và khi mà cái sao này nếu nó đắc địa thì hỏa tinh và linh tinh có ý nghĩa là can đảm, dũng mãnh và có chi khí, có sức khỏe dồi dào, có nghị lực và ít khi gặp mắc cái tai nạn vì họ nhanh lắm, nóng nảy, táo bạo và liều lĩnh, hay phá phách và nghịch ngợm. Đấy là tính chất của nó. Về mặt là phú quý á, thì nó tốt nhất đóng ở dần, mão, tỵ, ngọ, hỏa linh, đắc địa là hợp cách nhất. Và nếu gặp các cát tinh khác thì phú quý chọn đời. Và người cung mệnh ở hướng đông nam là mão ngọ, có hỏa linh, đắc địa, tọa thủ, hợp cách và phú quý. Và nếu người mệnh ở hướng tây thì là dậu ấy, và hướng bắc là tý, có hỏa linh, đắc địa, chiếu cũng được phú quý nhưng không bền. Nhưng chúng ta nhớ là hai cái chòm hỏa linh đồng cung ấy, là những con người đấy rất dễ bị hở luân xa, dễ bị người âm theo, dễ bị tác động của cõi tâm linh, không kiểm soát được bản thân, rất dễ nóng tính, nóng nảy. Nên là thường những người hỏa linh đồng cung phải đóng luân xa lại nha, đừng có tác động, đừng có giao lưu với người âm nhiều mà hỏng người đấy. Và cái chòm sao hỏa linh này á, nó có ý nghĩa xấu là nó khi nó hãm hoặc là nó bình thường nó cũng đã xấu rồi, nên là tính tình này rất dễ bị tính tình xấu, nóng tính này, rồi bệnh lý, rồi tai họa, rồi giảm phúc thọ.
về tính tình của hai cái sao hỏa linh nó mang tính chất thâm hiểm và gian ác, liều lĩnh, nóng nảy và đa sầu. Về bệnh lý thì thường hay những bệnh thần kinh khí huyết, dễ bị nghiện ngập nếu như linh tinh đi với điêu khắc. Về tai họa thì hay gặp những tai họa bất ngờ, nóng bỏng, bị bỏng, bị điện giật hoặc là khủng khiếp khác. Về phúc thọ thì hai cái chòm sao nó chiết giảm tuổi thọ của chúng ta và nó không làm cho tuổi thọ của chúng ta tốt. Nên khi hỏa linh kình đi cùng danh với nhau ấy, thì công danh trắc trở, lộc tài kém, hay bị tai nạn này. Đó. Hoặc là hỏa linh hãm địa tọa thủ thì tác họa rất mau, rất dễ bị ảnh hưởng đến tính cách nữa. Và riêng việc mà giáp hỏa linh cũng là một biểu hiện bại cách, như là hai mệnh mà bị giáp hỏa tinh với linh tinh ấy, cũng dễ suốt đời tha phương cầu thực, dễ bất mãn lý trí nha. Thì sao linh tinh á thì nó khác với sao hỏa tinh ở chỗ hỏa tinh thì thầy bảo nó là cứng rắn, mạnh mẽ và đoản thọ, thì linh tinh thì được ví như mãnh liệt, tai nạn và đoản thọ. Đấy, cũng mãnh liệt, cũng tai nạn, đoản thọ. Và cái sao này cũng là một sát tinh và cũng hợp với tham lang ở tứ mộ và kình dương ở tứ mộ, và nó cũng không thích những cái chòm sao xấu đi cùng với nó, nhất là những cái chòm sao thị phi. Và cái sao linh tinh này cũng nói lên cái sự can đảm. Cái sao linh hỏi thầy đi. Cái sao linh tinh này nó cũng nói lên cái sự can đảm. Dạ, thầy cho hỏi cũng đã. Cái sao linh tinh này hỏi gì? Sao linh tinh làm sao? Thầy tiếp tục bài giảng nha. Đấy, sao linh tinh thì can đảm, mọi việc thường cũng trắc trở, và công danh khi mà đi với tham lang thì thường hoạch phát, nhất là những người làm binh nghiệp. Đấy, làm những binh nghiệp thì dễ lên tướng. Đấy, công danh hoạch phát. Và sao linh tinh á, nó nằm ở Sửu Mùi ngộ tham lang, tuổi Mậu Kỷ thì làm lên danh tướng, nghĩa là có rất nhiều đại có rất nhiều vị tướng là tham hỏa ở mệnh mọi người nhé. Tham hỏa linh đấy, là một cách cũng khá tốt. Nhưng mà hỏa linh kình đào nằm ở tứ sát thủ mệnh ấy, thì dễ là phúc hãm, gian tà và biển lận, như là phụ thuộc một lá số, đương nhiên là phụ thuộc vào cung phúc người ta nữa nha. Đấy, cung mệnh, cung phúc, cung thân nữa. Và cái sao hỏa linh này á, khi mà nó đi với nhau ấy, là hiệu lực của nó càng mạnh hơn, cái tính nguy hiểm, nguy hại càng mạnh. Rồi cách cục thì có cách cục là linh xương vũ la, là phòng chết đuối, nghĩa là hỏa linh, nghĩa là linh tinh đi với văn xương, đi với vũ khúc, nằm trong cung thiên la địa võng thì phòng chết trôi, dễ bị chết nước. Hoặc là linh với thiên việt là phòng điện giật hoặc xét đánh. Hoặc là linh tinh đi với sát phá lang, sát phá ấy, thì phòng bị tù tội. Các câu phú về hỏa linh thì nhiều vô cùng, các bạn tự nghiên cứu nhá. Thầy đã gửi tài liệu chúng ta rồi, nhiều lắm, đọc của chúng ta thấy nó cũng điên đảo lắm đấy. Thầy vừa phải đọc và vừa phải giảng cho mọi người nên là sẽ không có thời gian để nói những việc khác. Và những câu phú về hỏa linh á là rất nhiều luôn, thầy đã liệt kê cho mọi người nó đi với những cách cục gì, chúng ta tự đọc. Rồi, hai thằng kinh khủng nhất trong tử vi đấy là địa không và địa kiếp. Thằng địa không và địa kiếp là hai sát tinh. Kình dương đà la, hỏa tinh, linh tinh là bại tinh thôi. Còn hai thằng địa không, địa kiếp nó là sát tinh, siêu sát, siêu xấu. Xấu vô đối. Thế thì khi mà chúng ta gặp hai cái sao không kiếp này á, thì chúng ta thấy nó xấu, 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 dã man luôn. Nó làm cho con người khốn khó, làm cho bệnh những người bệnh không thân kiếp là lang bạc thì hồ, có lúc phải đi ăn mày luôn. Và hai thằng địa không địa kiếp mà gần như không có ai sửa được nó cả, thậm chí sao tử vi cũng không điều trị được hai cái sao địa không địa kiếp này, nó là xấu nhất rồi. Và thầy ví cái sao địa không như là bị cướp trắng ấy, giống như một tai nạn. Đấy. Chúng ta biết là cái thủ đoạn cướp là gì, rất là sổ sàng, rất là nguy hiểm, thì cái sao địa không nó ví hành vi cướp. Khi chúng ta rơi vào vận địa không nó giống như bị cướp. Đấy. Cướp trắng luôn ấy, cướp trắng trợn ấy. Đấy, nó nguy hiểm thế đấy. Và dù sao này cũng chủ về sát phạt, phá tán, và nó chả hợp với cung nào cả. Đấy, bất lợi tất cả cung, bất lợi với tài tinh, bất lợi với đào hoa tinh, bất lợi với sát tinh. Nó đi với sao đào hoa tinh thì dễ bị ảnh hưởng đến chi tiết, nó đi với cung tiền tài thì hao tiền hao tài, nó đi với cung quan lộc thì mất chức, nó đi với cung tài bạc thì
thì mất tiền, nó đi với huynh đệ thì mất huynh đệ, nó đi với vợ chồng thì chia thì lìa nhau, nó đi với con cái thì mất con. Đấy, thằng địa không này nó dã man vô cùng nha. Đấy, tránh mặt thằng địa không này đi. Thằng địa kiếp này cũng thế, cũng là phá tài. Phá tài luôn. Nó vang vang tính chất là gánh vác. Và thầy sợ, cũng sợ cái thằng địa kiếp này lắm. Địa kiếp là cũng là một sát tinh hạng nặng trong tử vi. Hai sao địa không địa kiếp là xấu nhất. Đóng cung nào tê liệt cung đấy. Kinh khủng lắm. Và nó cũng chả hợp với cung nào. Và người ta những cung cường cung mà gặp địa không địa kiếp là vô cùng nguy hiểm. Và chúng ta nhớ là tất cả những người sinh tháng 10 khi ăn lá số tử vi đều có địa không địa kiếp chiếu mệnh nha. Tháng 10 âm lịch ấy. Nên sinh con căn căn vào tháng 10 thì phải biết cách xem. Khi nó đắc địa thì nó bớt xấu đi. Đấy, hoặc là có cách để mà giải nó. Còn sinh tháng 10 âm là khó chọn ngày sinh nhất, bởi vì kiểu gì cũng mệnh địa không địa kiếp. Đấy, thì hai thằng này siêu xấu. Và các câu phú về hai thằng này thì nhiều vô cùng. Thầy đọc cho mọi người nghe một tí này. Ý nghĩa của hai cái sao này á, là nếu kiếp không là đắc địa ấy. Đắc địa thì có mưu trí thâm trầm và lợi hại. Đấy. Can đảm táo bạo, dám nói dám làm, rất kín đáo, bí mật hay giấu giếm, hay suy xét, mưu trí cao thâm, có thủ đoạn cao hay thủ đoạn gian quyệt và ích kỷ. Kể cả nó đi với tử vi thiên phú nằm tại dần thân thì cái con người đấy vẫn rất là mưu trí táo bạo, cao thủ vô cùng, đánh ghen vô cùng giỏi. Nếu không kiếp chiếu mệnh nha, kể cả tử phủ nha. Chúng ta biết là tử vi thiên phủ đi với nhau là mệnh tốt nhất đúng không? Gặp cả địa không địa kiếp vẫn rất nhiều mưu hèn kế bẩn. Đó. Nên hai cái sao địa không địa kiếp chiếu mệnh nó nằm ở mệnh ai đó là khiến những con người đấy dễ gian tà lắm. Dễ nguy hiểm lắm. Mà nó đóng không kiếp, nó đóng ở cung dần, cung thân, à, cung dần thân ấy, nó còn đắc địa đấy nhá. Đấy. Rất nhiều mưu kế. Phụ nữ mà có chòm sao địa kiếp ở mệnh, kể cả đi với tử vi thiên phù cũng đánh ghen cao thủ luôn. Rồi. Không kiếp mà nếu mà hãm địa thì ích kỷ tột độ, trắng trợn, bất hạnh, dù hại đến công nghĩa hay quyền lợi của kẻ khác cũng không lùi bước, chỉ biết có mình, bất chấp kẻ khác. Tự kỷ ám thị, suy tật xấu người khác ra tật xấu của mình, xảo quyệt, gian tà, biển lận, tham lam, tóm lại tính nết của một lưu manh hạng nặng. Tham nhũng, hối lộ, lừa gạt, gian lận, trộm cướp, bất lương, hiếp dâm. Nết của không kiếp không những là nết của tiểu nhân mà là nết của phường côn đồ. Nếu có thêm sao xấu nữa thì càng chắc chắn nó càng dã man hơn. Và những đặc tính này đưa đến nhiều hậu quả khắc nghiệt, đến tai họa và phúc thọ. Đấy. Hai cái sao này là xấu hạng nặng trong tử vi nên là thầy đã dùng những từ hạng nặng nhất để mô tả nó đấy. Nhưng ai mà lỡ mà giờ vẫn không kiếp, hoặc là những không kiếp nằm mệnh, nằm thân, nằm phúc đức thì cố mà sửa đi nhá. Một số câu phú về không kiếp này. Địa kiếp độc thủ thị kỳ phi nhân, nghĩa là mệnh địa kiếp đứng một mình luôn luôn có ý là phải. Địa kiếp độc thủ làm tăng tính phản trào lưu đến mức quá lạm và mà nên thế. Nghĩa là cái người mà có sao địa kiếp mệnh tính bảo thủ rất cao, luôn luôn cho mình đúng. Dần thân không kiếp, nhi ngộ, quý tinh, thăng trầm, vô độ, như là mệnh dần thân. Không kiếp thủ chiếu đứng cùng với các cát tinh như tử phủ, đồng, lương khôi việt, xương cúc, thường lên voi xuống chó. Này. Thầy đã chiêm nghiệm rất nhiều người như thế này. Tị hợi kiếp không phi phùng quyền lộc, hoạch đạt tung hoành, như là kiếp không ở nằm ở cung tị cung hợi, có quyền lộc là tài giỏi, nghênh ngang nhưng cũng là lại bôn ba và mau phát cũng mau tàn, bạo phát bạo tàn. Sinh xứ kiếp không thủ mệnh do như bán thiên chiết sĩ, nhà kiếp không thủ mệnh ở tị ở dần ở thân là nơi của sao chàng sinh, lên như diều gặp gió, xuống như chuối vào bùn đen, như thăng trầm vô đối. Nên là thầy người ta có câu là mệnh không thêm kiếp có ngày đi ăn mày mà. Giàu đấy, kinh khủng đấy, nhưng vẫn có thể tanh tành nha. Kiếp cơ ngộ hỏa, tất ngộ hỏa tai. Nghĩa là mệnh có thiên cơ địa kiếp gặp hỏa tinh, xung chiếu hoặc đồng cung hay gặp hỏa hoạn. Đấy. Nhan hồi yếu tư do hữu kiếp không đào hồng đà linh tọa thủ. Nghĩa là thầy nhan hồi chết yếu chỉ vì một cái mệnh có kiếp không đà linh tọa thủ. Số thầy nhan hồi làm sao mà biết chính xác thế,
chẳng qua chỉ mượn cái chết yểu của một người tương đối tiếng tăm để đặt cách cho các ngôi sao thôi. Vì vậy cũng có câu khác là căn xương hãm ưu thiên thương nhan hồi hiểu tiết. Là có cái cụ là nhan hồi cũng chết do cái chòm sao này. Yểu tử do là kiếp không đào hồng đà linh tọa bệnh. Ok, rất nhiều nhá. Lớp chúng ta tự học, ok chưa? Thầy sẽ gửi cho học. Và khi chúng ta học ấy, chúng ta giảng tử vi cho ai thì nó hay hơn. Nhiều lắm nha. Rồi, bây giờ tứ hóa. Tứ hóa thì có hóa lộc. Hóa lộc nó muốn nói lên cái gì? Hóa lộc muốn nói lên là chòm sao. Rồi, đặc trưng là tài lộc phúc đức. Nó là được tôn là thần của phúc đức, là giám quan coi sóc trông nom việc thu hoạch của cải điền trạch và cung tài bạch. Người có sao hóa lộc là nhân hậu từ thiện, cứu khốn phò nguy, giải trừ bệnh tật tai họa, tăng tài tiến lộc, giữ gìn chức vị và uy quyền. Đấy là nam phái. Còn ở bắc phái thì người ta xem nó là gì, nó là ngũ hành, nó là thuộc kim cơ. Còn ở nam phái nó là hành mộc đối thổ, thì nó ứng với số 4, số 9 về phương tây, cũng là cho nên hóa lộc chủ về vất vả, là được là tài lộc, thực lộc, hưởng thụ nhân duyên, giải ác, quý nhân, tình duyên, thông minh. Tóm lại nó là một ngôi sao tốt về tài lộc. Và tài liệu của cụ Hy Di Trần Đoàn để lại á, là lộc là thần của phúc đức. Vào thân mệnh quan lộc cung khoa quyền hội hợp tất cả các vị chức đại thần, tiểu hạn mà gặp chủ tăng tiến tài lộc, kẻ sĩ gặp việc vui mừng, đại hạn người năm tốt đẹp không phải nghi ngại, ác diệu xâm phạm dương đà hóa kỵ trùng chiếu vẫn không bị tổn hại, nữ nhân hóa lộc thêm cát tinh thấu hợp tất là mệnh phụ, nhị hạn gặp khó nó trong ngoài đều yên. Đấy, và sát tinh thấu hợp chỉ bình thường, nên là mệnh có sao hóa lộc thì rất tuyệt vời. Hóa lộc là sao tốt nhá mọi người. Đấy, chiếu mệnh là tuyệt vời như thế đấy. Còn hóa quyền, hóa quyền thì chủ về quyền thế. Đấy, quyền thế và năng lực. Đấy. Và nam phái thì xem cái hóa quyền là mạnh bạo, may mắn, oai vệ, thích nắm quyền hành, gặp nhiều sao tốt đẹp thì làm càng tốt đẹp. Đấy, và gặp nhiều xấu xa thì làm nó càng thêm xấu xa. Bởi vì sao hóa quyền này là cái gì? Những người mà có tính tự ái cá nhân hơi cao đấy, uy quyền. Sao quyền là sao tốt khi đóng cung quyền lộc, cung quan lộc của chúng ta nhé. Thì thấy đã liệt kê ra này, tuổi Giáp phá quân hóa quyền thì thanh thế quyền lực, tuổi Ất để thiên lương đi hóa quyền là tính cao sang sang quý, tuổi Bính thì thiên cơ đi hóa quyền là ổn định uyển chuyển không thực quyền, tuổi Đinh thiên đồng hóa quyền là không tích cực ưa thưởng thụ hưởng thụ, tuổi Mậu là thái âm hóa quyền tăng quyền kiểm soát tài chính vận dụng tốt, tuổi Kỷ tham lang hóa quyền tăng dục vọng tăng tính cạnh tranh, tuổi Canh vũ khúc hóa quyền là quyết đoán tăng quyền hành, tuổi Tân là thái dương hóa quyền tăng năng lực lãnh đạo và sáng tạo. Thầy là tuổi Tân, Tân Dậu mà. Đấy, thái dương hóa quyền làm cung quan lộc. Tuổi Nhâm là tử vi hóa quyền là quyền lực tăng năng lực lãnh đạo, tuổi Quý là cự bôn hóa quyền tăng tính thuyết phục người khác. Chà. Còn đối với hóa lộc á thì tuổi Giáp là liêm chính đi hóa lộc là ham muốn hưởng thụ về tinh thần, tuổi Ất thiên cơ đi hóa lộc là cơ mưu quyền biến chủ động tìm cơ hội, tuổi Bính là thiên đồng đi hóa lộc là tài tăng tài lộc may mắn bất ngờ, tuổi Đinh thái âm đi hóa lộc là tiền tài dư giả nhưng tự động, tuổi Mậu đi với tham lang đi hóa lộc là ham muốn vật chất phát triển sự nghiệp, tuổi Kỷ vũ khúc hóa lộc là chủ động dễ tạo dựng sự nghiệp, tuổi Canh là thái dương đi hóa lộc nhờ danh vọng mà có tiền tài, tuổi Tân là cự môn đi hóa lộc nhờ tài ăn nói mà thu lợi nhưng vẫn bị thị phi, tuổi Nhâm là thiên lương hóa lộc là phiền phức quấy rối bất lợi trong kinh doanh, tuổi Quý là phá quân đi hóa lộc là sinh tài lộc ít biến động nhá. Thì riêng cái thằng lộc quyền này nó đi theo tuổi, nó đi với sao chính tinh nào thì khi mà chúng ta ăn sao ấy, nó là có thể rút ra những cái tuổi từ Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý mà ra được. Thì các bạn chỉ có cách là nghe nhiều bài của thầy thì mới thuộc được những cái thứ này thôi nhá. Và cụ Hy Di Trần Đoàn cụ nói sau cái sao hóa quyền là gì, là một quyền tinh, quyền tinh là
một quyền tinh và đứng đầu trong các vị thần nắm về quyền sinh quyền sát. Đó, và nó tương phùng với những cái chòm sao như thiên tướng này, và nó hội hợp với những cái chòm sao văn chương, thì dễ là một cái người mà được nhiều người ngưỡng mộ. Đó, tiểu hạn gặp tương phùng thì không có gì tốt đẹp, nhưng đại hạn 10 năm tất nhiên là có nhiều ý. Và gặp với dương đà hao tinh thiên sứ kiếp không bị gièm pha không ngừng, kẻ làm quan sẽ bị bất chức, nữ nhân được nó trong ngoài đều được như ý, có thể trở thành mệnh phụ tăng đạo trưởng chấp trưởng sơn lâm, nhiều sự tốt đẹp. Này, nhìn thế thôi nhưng hóa quyền ấy, những người làm quan chức trong nhà nước ấy, hóa quyền mà rơi vận xấu ấy là bị cách chức chứ không phải là thăng chức đâu nhá. Đấy, có rất nhiều các vị ví dụ như là bí thư, bí thư nhá, đang bí thư thành ủy ví dụ Hồ Chí Minh chẳng hạn, về làm phó ban kinh tế trung ương cả đấy, thế thì nhìn thì tưởng thăng chức, tưởng hóa quyền, nhưng đấy là mất chức đấy. Thì cái hóa quyền ở đây nó có lúc là gì, khi nó đi với sao tốt thì nó thăng tiến thật, khi nó đi với sao xấu nó gọi là giả quyền, nó không có quyền lực, hư quyền đấy, nó có tính hai mặt của nó đấy nhá. Hóa khoa là chủ về danh tiếng và học hành đấy. Những người mà tuổi giáp là vũ húc hóa khoa để danh tiếng khoa và chủ về khoa danh. Tuổi ất tử vi hóa khoa là tăng danh vọng tiếng tăm. Tuổi bính là văn xưng hóa khoa là lợi nghiên cứu khoa học thuật về thi cử. Tuổi đinh thiên cơ đi hóa khoa là thiết thực được trọng dụng. Tuổi mậu là hữu bật hóa khoa là chăm chỉ và trợ giúp. Tuổi kỷ là thiên lương đi hóa khoa là tăng trí tuệ, giải nạn và danh tiếng. Tuổi canh là thái âm hóa khoa thông minh, tài trí, tài năng nghệ thuật. Tuổi tân là văn khúc hóa khoa là tăng tính thông minh, tài biện bác. Tuổi nhâm là thiên phủ tả phù, với sao tả phù đi hóa khoa là tăng uy tín biểu hiện. Tuổi quý là thái âm hóa khoa thông minh, tài trí, tài năng về văn nghệ. Đó. Và sao hóa khoa chúng ta nhớ là một ngôi sao về thông minh, lịch lãm, uyên bác, nhân hậu và từ thiện. Đấy, tăng phúc, tăng thọ, giải trừ bệnh tật, tai họa, cứu khổ, phò nguy. Được tôn là thần giám sát thi cử, chấp trưởng và văn bài. Gặp xương khúc, khôi việt kết hợp thành một bộ văn tinh. Gặp quyền lộc kết hợp thành một bộ quý tinh, có ảnh hưởng nhiều đến công danh và tài lộc. Gặp sát tinh là vô hại, riêng hóa khoa là không sợ sát tinh. Đấy. Hóa khoa là kiến thức, là học tập. Không vô minh thì mới sợ những cái xấu, còn người đã có trí tuệ học tập chả sợ gì hết. Nhưng sao hóa khoa là đệ nhất giải thần, giải trừ bệnh tật, giải trừ những thứ khác. Tóm lại nếu các bạn có học thì các bạn giải trừ tất cả mọi thứ, hóa khoa chính là học. Đó là ngôi sao đáng ngưỡng mộ đấy. Và cụ Trần Đoàn viết là khoa tinh trên thượng giới là thần coi việc thi cử, là tinh đầu chủ trưởng về văn chương, thủ thân mệnh quyền lộc, hội hợp tất làm quan đầu chiều. Nếu gặp ác diệu cũng là kẻ văn chương tú sĩ hoặc là nhà sư phạm anh tài. Nữ mệnh cát tinh cùng chiếu chủ quý hiển được phong tặng, tuy bị tứ sát trùng phá cũng được phú quý. Khoa tinh cùng chiếu cũng luận như vậy. Đấy, sau này là sao tuyệt vời nhá. Rồi trong tứ hóa, hóa khoa, lộc, hóa quyền thì có một anh chàng là hóa kỵ. Đấy, anh này rất thị phi. Và sao hóa kỵ đến tuổi giáp ấy, là dễ bị tổn, là thái dương hóa kỵ tổn hại danh tiếng, bị chèn ép, dễ bị thị phi. Nhưng mà càng chèn ép thái dương hóa kỵ nó càng phát nha. Thái dương hóa kỵ là một cách cục tốt đấy, gọi là phản vi kỳ cách. Thái âm hóa kỵ là tuổi ất là ít duyên với phái nữ, tài lộc giảm sút. Nhưng mà thái âm hóa kỵ càng khó khăn cũng càng bứt phá tốt, cũng là một phản vi kỳ cách. Tuổi bính liên sinh hóa kỵ thị phi kiện tụng, tình cảm bất chắc. Tuổi đinh cự môn hóa kỵ thị phi tai tiếng, gãy đổ hôn nhân. Tuổi mậu thiên cơ đi hóa kỵ lo toan tính toán sai lầm thị phi. Tuổi kỷ văn khúc hóa kỵ thị phi mất tài ăn nói, gặp nhiều trắc trở. Tuổi canh thiên đồng hóa kỵ tình cảm bất ổn, suy nhược tinh thần. Đấy, thiên đồng đi hóa kỵ là xấu. Tuổi tân văn xương hóa kỵ học hành khó khăn sai lầm. Tuổi nhâm văn khúc vũ khúc hóa kỵ tiền tài khó khăn, quá cứng rắn và quyết liệt. Tuổi quý tham lang hóa kỵ tình cảm dễ lâm vào trắc trở, giao thiệp khó khăn và dễ chết đuối. Mọi người nhá, tám làng hóa kỵ dễ bị hôi nát nữa. Rồi sao hóa kỵ này á là thị phi và trắc trở, nó là bốn trong bốn tứ hóa thì nó lại xấu.
Nó đắc địa ở thìn tuất xỉu mùi và tính tình á, độc hiểm, ích kỷ, hay ghen ghét, hay nhầm lẫn, gây bệnh tật, tai họa thị phi, kiện cáo, những giữ nhưng mà giữ của cái rất bền, tham lam ấy. Nếu đắc địa thì đỡ lo bệnh tật, tai họa, nó hãm địa thủ bệnh thì rất vất vả, rất sâu xa. Theo đây, theo nam phái, theo bắc phái thì chủ về thu tàng, cất chứa, suy kiệt, không tận, ẩn tạng, vị nghĩa, đạo nghĩa, quản túc, bám dính, hung hiểm, dịch mã, tai họa, biến thiên, thua thiệt, tử vong, mê muội, tự ti, tật bệnh, phá tài, lục thân, hình khắc, thị phi, quan tục, tai nạn xe cộ. Bắc phái hay nam phái thì thằng hóa kỵ này vẫn xấu. Và nó chỉ tốt khi nó đi với liêm tham hãm địa, với liêm vũ phá hãm địa, với thái dương và thái âm thôi nhá. Nó là phạm vi kỳ cách. Và cụ Trần Đoàn nói rằng là hóa kỵ là thần có sóc nhiều việc, thủ thân mệnh, một đời không thuận lợi. Tiểu hạn gặp nó một năm không có gì tốt đẹp, đại hạn 10 năm thì hối hận, nhị hạn thái âm thái tuế lâm vào quyết nhiên sẽ thất thế. Văn nhân gặp khó nó thì không bền, võ nhân gặp tai nạn quan trường, khẩu thiệt khó phòng bị. Nếu là kẻ buôn bán hay kỹ nghệ làm đẹp thì không có thu được lợi gì. Nếu hội đủ với tử phủ, xương khúc, tà hữu, hoa độc quyền cùng với hoa kỵ, đồng cung lại thêm tứ sát thêm vào, tức là phát tài nhưng không đẹp, công danh không thể thành tựu. Nếu gặp về tứ sát, hao tinh thiên sứ địa kiếp địa không, chủ về bôn ba thương tật, tăng đạo quay lại hoàn tục, xử sự không đẳng hoàng. Sao hoa kỵ nó hơi bị xấu đấy mọi người. Rồi, lộc tồn. Sao lộc tồn cũng là một sao của phú quý, nó cũng là một sao giải trừ tai tận tai ách nha, và nó hợp với tất cả sao cát, đặc biệt là thiên mã, và nhất là cái cục lộc mã giao trì, nghĩa là hóa lộc, lộc tồn, hóa lộc, lộc tồn và thiên mã họ hợp với nhau, người ta gọi là lộc mã giao trì. Đến cái bạn đặt chơi trở tiền về nhà rất là tốt. Và cái thằng lộc tồn này thì sợ nhất là địa không địa kiếp và các sát tinh kỵ tinh nha, xung phá. Có rất nhiều câu phú về lộc tồn, nhưng mà lộc tồn thì đây nhiều câu phú tốt đẹp lắm, đây, các bạn tự đọc cho thầy nhá. Hôm nay thầy không có thời gian để đọc thêm nữa. Thì cái thằng lộc tồn này á, thì sau này bài sau chúng ta sẽ học cái vòng lộc tồn của nó. Thì rơi vào cái vòng lộc tồn thì chỉ có lãi nhưng không có lỗ, kinh doanh thường phát tài để dư ra tiền tài rất tốt. Thêm nữa là sao thiên mã chủ về dịch mã và di động. Sao thiên mã nó là tài tinh quý tinh, chủ về tước tài lộc phúc thọ. Đấy, nó nằm ở dần thân tị hợi và nó hợp với cung tị cung dần, và nó đặc biệt hợp với sao lộc tồn, và nó sợ không vong và kỵ với sát tinh xung phá nó. Thì sao thiên mã nó nói về ý chí của một con người. Đấy, ý chí một cái con người mà mã không gặp tuần triệt thì ý chí của họ tốt. Mã tuần thì gọi là mã nghĩ cùng nghĩ quẩn, ngã triệt thì gọi là mã gãy chân. Thì sao thiên mã thì cũng hôm sau thì thầy cũng dành thời gian nói nhiều hơn cho mọi người về ý chí của con người. Nhưng khi chúng ta xem một con người giàu có không thì chúng ta có thể ngó sao lộc tồn, xem họ có ý chí không thì ngó sao thiên mã, xem họ có tử tế không thì ngó sao thái tuế. Đấy. Có nhường nhịn mình không hay là ăn lướt mình, xem thái tuế nhá. Thì những cái đấy là phần luận giải thầy sẽ dạy cho mọi người, và có rất nhiều các câu phú về thiên mã. Đấy. Nhưng nói chung người nào có thiên mã tại mệnh là rất đa tài. Thiên mã là ví như con ngựa ấy. Rồi tuần triệt. Thì tuần triệt thầy có một bài hơn một tiếng đồng hồ, trên gần 2 tiếng đồng hồ nằm trên internet nhá. Đấy, thế thì bạn nào mà chưa biết thì cần vào internet, YouTube học cải vận mệnh của thầy, gõ là gì sao tuần triệt. Hoặc là bài giảng về sao tuần triệt thì chỉ có trên YouTube ấy, thầy có cái bài giảng đấy rất là nổi tiếng và rất là dài ở trên đấy, thì các bạn xem trên đấy nó chi tiết hơn. Bởi vì hai cái ngôi sao này nó khá là vi diệu, nó khiến cho cái sao xấu thành tốt, sao tốt thành xấu. Đấy, và nó nghịch đảo lại rất nhiều thứ dấu của các cung nữa, thì các bạn nên xem trong cái bài đó. Đấy. Tuần triệt thì rất ưa cái cung vu chính diệu nha. Thì thầy nói mấy ý chính của tuần triệt như này cho mọi người nắm lại này. Đấy. Tuần ấy tên đầy đủ nó là tần trung không vong. Triệt tên đầy đủ nó là triệt lộ không vong. Người ta hay gọi như thế. Sao tốt sẽ giảm tốt, sao xấu sẽ giảm xấu nếu như gặp tuần triệt.
Và cái sao này nó có sự ảnh hưởng đến cung và lân cung. Thì đây này, thì cái này thầy cũng nói rồi, nếu người là tuổi dương, dương nam, dương nữ thì cung dương bị ảnh hưởng hơn cung âm. Cụ thể là cung dương sẽ chịu ảnh hưởng 70%, cung âm chịu ảnh hưởng 30%. Đấy. Người ta gọi là cung trước, cung sau ấy. Còn người mà âm nam hoặc là âm nữ thì cung âm bị ảnh hưởng nhiều hơn cung dương. Đấy. Cụ thể là cung âm chịu 80%, là cung dương chịu 20%. Tại sao lại như thế? Bởi vì hai cái sao tuần triệt đóng hai cung điển. Nhưng không phải hai cung đấy nó đều có sức mạnh giống nhau, mà nó chia ra 70-30 và 80-20 nha. Cái này chúng ta quan lưu tâm một chút. Việc nữa là cái cường độ và cái sao tuần triệt. Thì cái sao tuần triệt thì cái cường độ của nó thì 30 mấy năm đầu. Tại sao thầy cứ bảo 30 mấy? Bởi vì thủy nhị cục là 32, mộc tam cục 33, kim tứ cục là 34, hỏa lục cục là 3, thổ ngũ cục, hỏa lục cục đấy, 35-36. Thế thì nó phụ thuộc vào cái cục của mình nhá. Thì ảnh hưởng của nó là gì? Triệt là nó sẽ tiêu diệt trước ba mấy tuổi rất nặng, sau ba mấy nó bỏ tuần kẹp cả đời, nhưng về hậu vận nó cũng càng về hậu thì nó càng bỏ cái kẹp đi cho chúng ta. Rồi ảnh hưởng đến tuần triệt đến các cung vô chí diệu thì rất tốt. Các cung vô chí diệu rất cần tuần triệt đóng để nó khai sáng cái cung vô chí diệu đó nha. Rồi tuần triệt đóng vào các cung nhật nguyệt thì sao? Ví dụ như hai cái sao nhật nguyệt thái âm thái dương đồng cung tuổi Sửu Mùi rất ưa tuần triệt. Đó. Sao cự môn rất ưa tuần triệt, sao phá quân hãm địa rất ưa tuần triệt, thất sát hãm địa ưa tuần triệt. Đấy. Các sao xấu rất ưa tuần triệt. Nó lại cái lạ như thế, tuần triệt nó rất là vi diệu. Nên là chúng ta dành nhiều thời gian để đọc về tuần triệt tài liệu thầy viết cho mọi người đây nhá. Đó, và hôm nay lớp của chúng ta đã xong cái bài 78 trong giáo trình của thầy, chính là tính chất của các phụ tinh cấp 1, là các phụ tinh quan trọng. Các phụ tinh đấy là gì? Là cái phụ tinh mà cần luận để mà luận đoán được trong tử vi nhiều đấy. Đấy. Hôm nay qua một thời gian ngắn là thầy vừa lướt qua cho mọi người là văn xương, văn cúc, tả phù, lũ bật, thiên khôi, thiên việt đúng không? Kình dương, đà la, hỏa tinh, linh tinh, địa không, địa kiếp đúng không? Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kỵ, thiên mã, lộc tồn rồi đúng không? Đó. Và thầy rất hoan nghênh tất cả các bạn đã làm bài tập video gửi cho thầy, rất tốt nha. Và thầy ra bài tập tiếp cho các bạn đây. Bài hôm sau á là các bạn phải nói lại cái video này cho thầy, nói lại cái trên cái gồm các sao. Để nói cho thầy này, trong chính tinh có 14 chính tinh tử vi á, gồm hai tròm tử vi và tròm thiên phủ. Tròm tử vi gồm tử vi thiên cơ thái dương, phú khúc, thiên đồng, liêm trinh. Tròm thiên phủ gồm thiên phủ thái âm, tham lang, cự môn, thiên tướng, thiên lương, thất sát và phá quân, đúng không? Và các phụ tinh cấp 1 thì phải mô tả lại cho thầy văn xương, văn khúc, tả hữu, khôi việt là có những tính chất gì đặc biệt. Kình đào, hỏa linh, không kiếp có tính gì đặc biệt. Hóa lộc, khó quyền, nó khóa có tính chất gì đặc biệt. Và thiên mã lộc tồn có tính chất gì đặc biệt nhá. Nói lại video đấy gửi cho thầy kiểm tra. Và bài hôm sau là thầy sẽ dạy cho mọi người bài tiếp theo, chính là cách luận giải tử vi luôn, và để chúng ta đi vào thực nghiệm và thực hành luôn. Các bạn đồng ý không? Và thầy yêu cầu mọi người tăng tốc độ học hành lên nhá. Và những bạn mà chưa làm được bài tập là thầy thấy tốc độ học hành không tốt lắm. Mỗi ngày chúng ta phải dành khoảng 12 đến 18 tiếng để nghe YouTube những cái bài giảng của thầy mới thuộc được. Nghe nhiều mới thuộc. Không có cách nào khác là của đầu chúng ta phải cần nghe nhiều để nó thuộc nhá. Và rất hy vọng là sau 2-3 buổi nữa là chúng ta kết thúc cái phần học lý thuyết, là chúng ta đi vào thực hành luôn, để các bạn còn học để ứng dụng kinh doanh buôn bán làm ăn nữa chứ, đúng không? Chúng ta cứ chìm đắm trong mấy ngôi sao này thì làm sao mà thành tài được. Nên cố gắng học nhanh lên để nhanh tốc độ lên cho thầy nhá. Bây giờ thầy sẽ có bạn trợ lý là bạn Bích. Em hỏi chị ạ. Hỏi nhanh nào.
bạn nào cứ cắt bụp hỏi như này thầy bó tay rồi. Tóm lại là Bích bây giờ sẽ ngồi thảo luận có lòng âm thanh không tốt lắm nên là thầy thôi không nghe nữa. Bích bây giờ tổ chức cho thầy một cái buổi để mọi người trao đổi với nhau để hiểu vào các hệ thống sao này nhá, và mở la số của từng người một ra cho thầy để xem là các ngôi sao đấy nó nằm ở đâu và phải thuộc lòng cho thầy, ok không? Đấy, bây giờ thầy sẽ mở la số của thầy ra để cho chúng ta nhận diện các ngôi sao nhá. Khi mà chúng ta phải nhận diện được cái ngôi sao á thì chúng ta mới biết được cái ngôi sao xấu, sao tốt thế nào, mệnh mình có sao tốt chiếu không hay sao xấu chiếu, đúng không? Đó. Ví dụ như là hôm nay chúng ta học ngôi sao đấy rồi thì vậy là chúng ta phải mở lá số của chúng ta ra để chúng ta xem những cái ngôi sao đấy nó nằm ở đâu. Nếu mà chúng ta không mở ra thì làm sao chúng ta biết nó nằm ở đâu được, đúng không? Nên là thầy sẽ yêu cầu các bạn mở lá số của mình ra xem là hôm nay thầy Cao Anh dạy cho mình các sao tốt thì các sao tốt nó có chiếu mệnh của mình không. Đúng không? Nào, ví dụ như là lá số của thầy này. Đấy, hôm nay chúng ta vừa học bài gì? Chúng ta hôm nay vừa học bài nói về lục cáp tinh. Xem thầy Cao Anh có đủ cáp tinh chiếu mệnh không nha. Văn xương văn khúc có không? Văn xương nằm cung thiên di chiếu mệnh rồi, văn khúc nằm cung tài bạch chiếu mệnh rồi, đúng không? Tả phù hữu bật có không? Có luôn. Tả phù nằm cung thiên di chiếu mệnh, hữu bật có luôn, nằm cung tài bạch chiếu mệnh, đúng chưa? Xem thầy Cao Anh có tứ hóa không nào? Hóa khoa có không? Có, hóa khoa nằm cung tài bạch chiếu mệnh. Hóa lộc có không? Hóa lộc ngay tại mệnh luôn. Hóa quyền có không? Hóa quyền nằm ngay cung quan lộc. Hóa kỵ có không? Có luôn, nằm cung thiên di. Đấy, tứ hóa chiếu mệnh nha. Rồi thiên khôi thiên việt, à, thiên việt nằm cung thiên di chiếu mệnh, và thiên khôi của thầy nó nằm cung phúc đức rồi. Nhưng mà thầy không được thiên khôi chiếu nên là xấu trai. Đó. Thì chúng ta thấy là gì? Ô, hôm nay chúng ta học là gì? 6 cát tinh chiếu mệnh. Thì thầy Cao Anh có tới 5 cát tinh chiếu mệnh, đúng không? Tứ hóa khoa lộc quyền chiếu, thầy sơi cả tứ hóa lộc mệnh luôn. Thôi, thế là thầy nhiều sao tốt chiếu mệnh rồi, đúng không? Đấy. Và cái sao thiên khôi này thầy không được chiếu mệnh nên là tuổi trẻ xấu trai, nhưng mà nó chiếu vào cung thân. Thì sau 35 tuổi thì tính cung thân, này, nó chiếu thẳng vào cung thân. Thế là vậy là thầy cũng bây giờ có cả đủ thiên khôi rồi đấy. Đấy. Rồi thầy có bị sát tinh chiếu mệnh không? Sát tinh là gì? Kình đà hỏa linh không kiếp, thầy bị sao nào? Địa kiếp nằm cung điền trạch không chiếu mệnh, địa không nằm cung tài đách không chiếu mệnh, đúng không? Thầy bị đà la này này, đà la nằm cung tài bạch này. Đấy. Bị đà la chiếu mệnh, kình dương không chiếu mệnh nha. Kình dương nằm ở đây cung phu thê. Hỏa tinh thiên hình hỏa tinh nằm cung huynh đệ. Linh tinh nằm cung phúc đức. Vậy là trong sáu cát tinh thì thầy có 5 cát tinh chiếu mệnh. Trong 6 sát tinh thì thầy chỉ bị mỗi sát tinh đà la chiếu mệnh, gọi là lá số thầy cũng thuộc dạng may mắn rồi, đúng không? Đó. Và bây giờ Bích á thì chiếu các lá số các anh chị lên để phân tích cho thầy, là tìm cho thầy trên lá số của mình 6 cát tinh ở đâu, 6 sát tinh ở đâu, tứ hóa đang nằm ở đâu. Ok chưa? Và các bạn thảo luận nhá. Các bạn đồng ý không? Vâng ạ. Và hôm nay thì có thể thảo luận đến sáng cũng được. Thầy sẽ để Zoom cho các bạn tự thảo luận với nhau. Thầy nhắc một chút nữa là thứ hai thầy bạn đi học, nên là chúng ta sẽ không học tối thứ hai mà thầy sẽ chuyển sang tối chủ nhật, sớm hơn một ngày. Hôm nay là thứ sáu đúng không? Mai thứ bảy, ngày kia chủ nhật, chúng tối chủ nhật chúng ta học nhá, để thứ hai thầy phải đi học. Đấy, và xin chào, chúc cả lớp mà nghị luận với nhau tốt này. Và bây giờ mới là hiểu đây này, từ nãy giờ thầy nói nhanh quá, thầy lưu lại video rồi thầy post trên mạng internet cho mọi người học nha. Và bây giờ là lôi lá số từ người một ra luận cho thầy để tìm xem là những cái ngôi sao thầy vừa dạy mọi người nó nằm ở đâu nhá. Thầy ơi. Ừ.